Cảm ơn quý vị đã chờ đợi để tiếp tục theo dõi bản tin Hoạt Hình Đốn. Sau đây kính mời quý vị theo dõi tiết mục Chính Tình Quốc Tế với bình luận gia Đại Dương và giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Đại Dương xin kính chào và cảm ơn quý vị đã đón xem chương trình Chính Tình Quốc Tế với chủ đề Trung Quốc sụp đổ hay là phát triển. Đó là một câu hỏi mà hôm nay giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sẽ giải thích với chúng ta vấn đề đó. Thưa quý vị, khối euro đang khốn đốn vì nhu cầu cứu nguy kinh tế cho các quốc gia hội viên trên bờ vực phá sản. Trong khi đó, Hoa Kỳ lo âu trước công nợ trên 15.000 tỷ Mỹ Kim và tiếp tục chồng chất. Trung Quốc thì đứng trước nguy cơ bể bóng kinh tế, khiến cho nền kinh tế toàn cầu như bị đám mây đen bao phủ. Giáo sư Nguyễn Ngọc Bích sẽ nhận định về mối nguy cơ khi quả bóng địa ốc Trung Quốc bị nổ tung. Xin kính chào giáo sư Nguyễn Ngọc Bích. Dạ vâng. Xin kính chào bình luận gia Đại Dương cũng như là quý khán thính giả của đài SBTN. Thưa giáo sư, nền kinh tế Trung Quốc xếp hạng nhì trên thế giới, có trữ tệ trên 2.000 tỷ Mỹ Kim, vẫn phát triển ở mức 9%, mà sao các kinh tế gia dự đoán nó sẽ bị bể bóng, thưa giáo sư? Dạ vâng, thưa thực sự, thì cái nền kinh tế ở trên thế giới bây giờ là nó đan vào với nhau. Thành ra là kinh tế của Trung Quốc ấy, mà muốn phát triển ấy, thì phải có những cái quốc gia nó mua hàng của mình. Nhưng mà ngược lại, vì cái khủng hoảng kinh tế của Âu Châu, vì cái khủng hoảng kinh tế của Mỹ ấy, thì thành cái sức mua của những cái quốc gia đó nó xuống đi. Nó xuống đi thì không có lý do gì Trung Quốc lại vẫn cứ tiếp tục sản xuất những cái hàng mà sẽ không có người tiêu thụ. Thế mà như vậy thì thành ra là ngay những cái người mà bán nguyên liệu cho Trung Quốc như là Brazil, như là Nga, như là một số quốc gia đó cũng sẽ phải không bán được nhiều những cái nguyên liệu đó. Và vì thế nên trước sau gì đó thì cái kinh tế của Trung Quốc cũng sẽ phải chững lại, tức là nó thấp hơn cái con số phát triển 9%. Người ta đoán rằng là trong vài năm tới có thể nó sẽ xuống chỉ còn 7% thôi. À, thưa quý vị, để làm rõ thêm, chúng ta thấy cái nền kinh tế toàn cầu nó đi một cách nó có thể đang kết nhau rất là chặt chẽ. Thí dụ cụ thể như giáo sư vừa nói, tức là Brazil hoặc là Úc Đại Lợi, họ có rất nhiều khoáng sản và nông sản bán cho Trung Quốc, thì Trung Quốc mua xong rồi chế biến ra, xong rồi bán lại cho các thị trường Hoa Kỳ, Nhật Bản, châu Âu là những cái thị trường tiêu thụ lớn nhất của hàng hóa. Thì như vậy, nếu bây giờ Hoa Kỳ, châu Âu bây giờ đang trong cơn lúng túng, bớt chi tiêu đi, thì tất nhiên là hậu quả sẽ đến là ông Trung Quốc này mua ít hơn thì cho nên mua ít hơn thì sản xuất ít hơn, và như vậy nó kéo dây như thành những cái vòng lẩn quẩn. Và cuối cùng thì chúng ta thấy rằng vẫn bị thiệt thòi nếu mà một nước nào đã bị, thì không phải các nước khác vô hại, mà nó có ngày trước thì một nước bị thì ráng chịu thôi, nhưng ngày nay vấn đề nó có một cái tính cách là tương tác với nhau. Cái thứ hai nữa là, thưa giáo sư, về vấn đề mà thị trường nội địa, thì trước đây á, từ cái thời ông Hồ Công Đào mới lên cầm quyền đã đặt vấn đề là phải mở rộng cái thị trường nội địa, nghĩa là đầu tư vào nội địa. Nhưng mà cho tới khi mãn nhiệm kỳ của ông thì vấn đề vẫn còn đó, thưa giáo sư, tại sao vậy? Dạ vâng, thưa, thực sự sao là tại vì rằng là ở Trung Quốc ấy, người ta chưa có cái thói khuyến khích cái sự tiêu thụ, người ta chỉ cố gắng là cứ sản xuất để bán đi. Thế vì thế thì đến lúc bán được nhiều quá thì bây giờ có cái trữ tệ ngoại tệ rất là cao, nhưng mà ngược lại ở trong nội địa ấy, không có là thu hút được những cái sản phẩm mà không bán được ra bên ngoài. Đáng nhẽ ra nếu mà gọi là cái phát triển kinh tế mà nó cân bằng ấy, thì trong khi mình bán cho ngoại quốc thì đến một cái thời gian nào đó thì mình phải gọi là mở rộng cái thị trường nội địa. Đằng này bây giờ cái thị trường nội địa của Trung Quốc ấy, nó khá thấp, mà do đó nên không những không bán được, bây giờ những cái hàng của Mỹ như là xe hơi gì đó, thì Trung Quốc lại tìm cách đánh thuế cao để cho, nghĩa là hàng của Mỹ cũng không bán được ở Trung Quốc nữa. Thế thì thành ra là nó thành cái tình trạng luẩn quẩn. Thưa quý vị, thì còn vấn đề nữa là ở tất cả cái dân Á Châu là tiết kiệm nhiều hơn là tiêu, ngoại trừ những tay phá trời thôi, phá gia sản thôi, còn thực sự nó như vậy. Cho nên cái số mà họ muốn mua hàng, họ chỉ mua hàng rẻ, mua hàng giảm giá, và có cả những cái gì họ tiết kiệm tối đa. Đó là một cái lý do. Cái lý do thứ hai là khi mà ông Hồ Công Đào đưa ra cái chính sách mà mở rộng những vùng đó thì gặp cái sự chống đối của các nước duyên hải, các vùng duyên hải. Nhưng
nó cũng không hẳn là vì những ông vua ở các cấp vùng, mà chính vì trung ương, bởi trung ương chủ trương là lấy sản xuất, lấy xuất cảng làm đầu tàu để kéo cái nền kinh tế. Cho nên bây giờ ông cứ muốn xuất cảng thì dĩ nhiên xuất cảng không thể ở trong nông dân này xuất cảng được, mà nó là do những cái tỉnh duyên hải là cuối cùng lại đi vòng lòng vẫn không thực hiện được. Thành cái hạ tầng cơ sở để mà đường xá các thứ này kia để mà đem những cái hàng đó đi vào trong nội địa cũng không có nữa. Không thế có thể có người đủ khả năng để làm hàng công nghiệp. Do đó lại cũng phải dựa vào các nước ở các cái tỉnh ở duyên hải. Thưa giáo sư, thì Trung Quốc được mệnh danh là nhà máy sản xuất thế giới, duy trì chính sách xuất cảng làm đầu tàu kinh tế có tác động trong cơn suy trầm kinh tế của toàn cầu hay không, thưa giáo sư? Dạ vâng. Thưa, thực sự ra thì nó có là cái nhà máy của thế giới cho đến gần đây, và có lẽ trong đôi ba năm nữa nó vẫn còn giữ cái vai trò chính yếu đó. Thế nhưng mà tất cả như trường hồi đấy chúng ta đã nói là nó đan kết vào trong một cái nền kinh tế toàn cầu. Không có thể nào mà cái nhà máy nó cứ sản xuất mà rồi cuối cùng nó không tiêu thụ được. Hay là thành ra do nó nên tất cả cái cuộc khủng hoảng bây giờ ở Âu Châu nó buộc rằng là một số quốc gia phải thắt lưng buộc bụng. Mà thắt lưng buộc bụng thì chúng tôi không thể mua được hàng của Trung Quốc. Thế thì Trung Quốc sẽ tìm cách đẩy những cái hàng đó sang, thí dụ những cái thị trường như là Việt Nam vậy đó. Nhưng mà rồi cuối cùng những cái thị trường như của Việt Nam không thể nào mà so sánh được với lại Âu Mỹ chẳng hạn. Thế thì hay là Nhật Bản. Thế thì thành ra là cuối cùng nó bắt buộc nó phải đẩy cái số sản phẩm xuống. Mà như vậy thì cái kinh tế nó sẽ khựng lại, chứ nó không thể nào mà nó cứ ở mãi cái mức 9% được. Như vậy thì như từ nãy đến giờ chúng ta đã thảo luận, thì rõ ràng là cái nền kinh tế Trung Quốc đang đứng trước cái thế lưỡng nan. Tức là hoặc là anh duy trì cái mức tăng trưởng kinh tế trên hoặc dưới 7%. Thì người ta nói rằng nếu 7% thì Trung Quốc coi như bình. Nhưng mà dưới thì sẽ có chuyện. Mà trên thì chắc là không được. Như chúng ta đã nói là trên thì không được rồi. Như vậy thì còn bàn cái dưới. Bàn cái dưới thì đụng gì? Đụng phải cái việc mà gọi là bất ổn trong xã hội. Do cái nạn thất nghiệp chẳng hạn. Thì thưa giáo sư nghĩ thế nào về cái tình trạng mà ở cái thế lưỡng nan của Trung Quốc hiện nay? Dạ thưa, thì chắc chắn họ trông ra, trước nhất có một cái bây giờ ai cũng trông ra, nó là cái bong bóng về địa ốc ở bên Trung Quốc. Ở những cái thành phố lớn xây rất nhiều nhà cửa nhưng bây giờ không bán được, không ấy nữa. Trái lại ở trong những cái khu vực nghèo nàn đấy, thì nhà nước Trung Quốc bây giờ mới bắt đầu xây cất một chút cho những, nhưng mà nó khổ cái rằng là tất cả những cái đó nó sẽ đi đến cái chỗ nó đụng chạm giữa giàu nghèo, nó sẽ đụng chạm đến cái chỗ như là cái chuyện Ô Khảm ấy, là cái trường hợp mà tính lấy đất của dân nhưng mà dân họ phản đối, cho cuối cùng thậm chí là họ dựng lên cả một cái thứ chính quyền ở địa phương để họ ngăn chặn cái chuyện làm đó. Cái vụ này nó cũng giống như cái vụ Thái Bình cách đây nhiều năm, thì họ cũng làm cái điều đó mà cuối cùng bị dẹp. Thì vấn đề đó thì trước sau tôi nghĩ rằng chính quyền Trung Quốc người ta cũng dẹp. Nhưng mà đó chỉ là nếu mà chớm được cái, nó sẽ chớm những cái khác nữa. Và bởi vì cái bất công càng ngày càng nhiều. Thí dụ vấn đề địa ốc, thì nhiều nhà kinh tế trên thế giới thì cho rằng thế nào cũng quả bóng địa ốc cũng nổ. Nhưng mà cũng có thể một cái cách nhìn khác, có thể không. Lý do là những cái người mua nhà cửa đó họ không mua bằng tiền ghi trong nhà băng, mà bằng tiền tham nhũng kiếm được họ làm. Thành bây giờ nếu họ còn tham nhũng được, dĩ nhiên họ còn đóng được tiền nhà. Không, nhưng mà cái vấn đề như thế này, thường thường là khi mình có cái nhà mình ở rồi đó, mình mua thêm nhà là để tìm cách mình cho thuê cho đỡ được. Nhưng mà đằng này bây giờ mua thêm giá thì nó cứ sụt, mà mình mua thêm không có người thì thuê thì cũng đồng, chết đồng thôi. Ý. Đó là nếu mình chúng ta nhìn theo cái kiểu Tây Phương, nhưng mà nhìn vào cái Việt Nam cũng như Trung Quốc, họ có cái nguồn tiền khác. Thí dụ như tôi có 4 cái nhà, nhưng mà tôi làm quan chức cao cấp. Tôi sẵn sàng bây giờ giá xuống nào không bằng biết tôi vẫn đủ tiền tôi trả để tôi duy trì nó. Thành tiền đó đâu? Tiền từ tham nhũng. Mà bây giờ rõ ràng tham nhũng thì thành một cái họa rồi. Thành những viên chức họ sẵn sàng có đủ tiền để họ. Thành cái vấn đề cũng là mình chỉ đặt ra một vấn đề để nhìn thế thôi, chứ cũng chưa biết rõ ràng, chưa ai biết tình hình nó như thế nào. Thưa giáo sư, thì cái kịch bản nào mà chúng ta nghĩ sẽ xảy ra khi mà Trung Quốc bị bể bóng kinh tế?
Thì thế nào Trung Quốc cũng sẽ tìm cách bưng bít, tại vì cái nghề của họ là bưng bít, không cho những con số thực sự nó ra, họ che giấu đi rất nhiều những món nợ của Trung Quốc ở các cái địa phương ấy, hay là những cái thứ tiền mà nó huy động nhưng mà nó không đi qua hệ thống ngân hàng ấy thì nó rất lớn. Thế nhưng mà những cái con số đó không bao giờ chúng ta trông thấy, thành ra là cái phần mà nó gọi là yếu ấy, cái phần nó lấp lửng ở dưới đó thì chúng ta không trông thấy, chúng ta chỉ trông thấy một cái bề ngoài đó. Cái đó là một cái nguy hiểm. Điểm thứ hai nữa là cái rằng là nhà nước ấy thì cứ tiếp tục vơ vét, tại vì họ cũng nghĩ rằng là họ còn có cái khả năng có ở những cái địa vị mà có thể lấy được tiền thì họ cứ lấy, và do đó nên cái sự giàu nghèo, cách biệt giàu nghèo ấy, nó sẽ càng ngày nó càng nổ lớn. Vấn đề nữa là chúng ta nghĩ rằng một cái nước lớn như Trung Quốc chẳng hạn thì bây giờ ai có thể cứu nguy được, ngay như bây giờ tại Ý chẳng hạn người ta cũng đã do dự không biết cách nào để giải quyết, huống chi một nền kinh tế lớn như vậy. Thì có lẽ đó thì có lẽ quốc tế họ cũng tìm cách để mà ngăn chặn, nhưng mà dù ngăn chặn hay không vẫn là bị bể bóng như thường. Xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Bích trong chương trình hôm nay. Đại Dương xin cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình và hẹn kỳ tới. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của bản tin Hoa Thành Đống sẽ được chấm dứt. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an lành và hạnh phúc. Chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới.